Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp của Bụt Tha Thâm Má trên Khao Thốt. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ PM tối.
Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ đến 1 giờ sáng. Con tự mẫn thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Bài 124 Kinh Bạc Câu La. Và để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ, và chúng ta con xin thành kính cùng thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi quan hỷ đọc kinh lễ bái tam bảo cho chúng con. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Con cũng nhận. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Con thì xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái tam bảo. Dạ. Dạ, sau đây con thành kính cúi đầu đảnh lễ ngài thượng tọa Tế Siêu cùng quý ân sư trong đạo tràng. Để tiếp tục chương trình, con kính cung thỉnh ngài từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay cho chúng con. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cái nét đường truyền của chúng tôi hôm nay có vấn đề. Chúng tôi nói được một chút thì nó lại trục trặc. Hy vọng sẽ nói được đến hết lời dẫn nhập. Kính thưa quý vị, bài kinh hôm nay chúng ta học về bài kinh Bát Câu La.
một vị đệ tử của Đức Phật, và được Đức Phật này tuyên bố ngày xác chứng giữa chư tăng là vô bệnh tấu thắng, là tỳ khưu bất cô lá. Gọi là bất cô lá có nghĩa là hai gia đình, bởi vì khi còn nhỏ, lúc mà được 2-3 tuổi cha mẹ ngài là cái người sống trên xuồng, xuồng câu, xuồng chài. Và ngài Bác Cô Lá lúc đó 2-3 tuổi ngài cũng được đi theo, và ngài chồm đứa bé, nó chồm như thế nào, nó chồm ra ngoài dọc nước thì rớt xuống, một con cá nó nuốt trọn đứa bé này. Thì ở dưới dòng nước cũng có một cái thuyền chài khác, họ chạy lưới và họ bắt được con cá nó lên, họ đem về nhà. Khi mổ bụng ra thì thấy đứa bé vẫn còn sống, và họ không cần hỏi biết, họ nghĩ rằng là một đứa con ở trên trời rơi xuống vậy thôi, rồi họ nuôi dưỡng cho đến khi đứa bé được 7-8 tuổi thôi. Thì lúc bây giờ tình cờ vào một việc, một dịp, thì cha mẹ ruột của ngài Bác Cô Lá đi ngang qua, thấy đứa bé khởi lên cái tâm thương, giống như con đẻ của mình vậy, mới vào nhà hỏi. Thì hai vợ chồng của ông ngư phủ mới thuật lại cái câu chuyện vớt được đứa bé ngày hôm đó, tháng đó vậy đó. Và hai người cha mẹ ruột này mới nói rằng cái ngày hôm đó đứa bé con của chúng tôi rớt xuống nước và chúng tôi không thể nào tìm được. Rồi hai bà nói lên cái đặc điểm, cái dấu hiệu trong thân của đứa bé. Thì người cha mẹ nuôi xác nhận là hai bà nói đúng, do đó cho nên cho nhận đem về. Nhưng mà vì có công nuôi dưỡng cho nên hai ông bà cha mẹ ruột cũng chấp nhận ở đằng kia là cha mẹ của đứa bé. Thế là ngài có, ngài sống, ngài thuộc về hai gia đình Bác Cô Lá. Bài kinh hôm nay thì không có nói về cuộc đời xuất thân của ngài, mà chỉ đề cập đến giữa chừng từ khi ngài xuất gia. Và bài kinh này nói lên 31 điều hy hữu, vị tầm hữu của tôn giả Bác Cô Lá. Thật 31 điều đó đúng ra 34 điều, nhưng mà vì dục tưởng, dục tầm nó giống nhau, sân tưởng, sân tầm giống nhau, hai tưởng, hai tầm giống nhau, do đó cho nên 6, nhưng mà chúng ta kể thành 3 thôi. Dục tưởng, dục tầm, sân tưởng, sân tầm, hai tưởng, hai tầm, như vậy chỉ thành 3, chứ khỏi cần phải kể 6, nó trùng lặp. Tổng cộng tất cả là 31, nếu chúng ta nói chi tiết là 31 điều thay vì là 34.
Và ở đây một điều nữa là chúng tôi không hiểu vì sao trong cái bản kinh mà Ngài dịch ngay cái chỗ cái lời nói của đạo sĩ Lõa Thể Caspa, cái lời nói đó được để trong cái ngoặc đơn, chữ nghiêng là ngoặc ngoặc đơn, để cái ngoặc đơn như vậy đó có nghĩa là cái này chỉ thêm vô thôi chứ còn ở trong chánh tạng không có hay sao? Nhưng đến khi mà chúng tôi tra lại đó thì thưa quý vị, nó chỉ tóm tắt có cái đoạn đầu thôi, tóm tắt có cái đoạn đầu thôi. Vì thế cho nên ở đây đó, vì giảng sư chú ý ở đây mà cái ngoặc đơn nó phải xóa bỏ cái ngoặc đơn đi, đây là cái lời nói của ông Caspa. Và bây giờ thì xin mời BMC quan hỷ đọc cho chánh kinh. Bài kinh hôm nay ngắn, sau đó chúng ta sẽ cung thỉnh đại thượng tọa giảng giải ý nghĩa bài kinh này. Ồ, nhưng hôm nay chúng tôi không có không thấy thượng tọa Pháp Tân và Rung, chỉ thấy cái thượng tọa Pháp Đăng. Xin hỏi thượng tọa Pháp Đăng điền thuyết cho thượng tọa Pháp Tân phải không ạ? Thôi thì bây giờ quý vị cứ đọc bài. Ồ, như vậy thì hôm nay thượng tọa Pháp Đăng có thể điều khuyết cho thượng tọa Pháp Tân thuyết giảng bài kinh của Ngài Bạc Lá hay không? Dạ, sa thú, xin cảm ơn thượng tọa. Bài kinh này nói về 31 cái điều hy hữu, vi tằng hữu, những điều kỳ lạ xảy ra đối với tôn giả Bạc Cú Lá, một vị A-la-hán. Bây giờ thì mời cô MC đọc cho chánh kinh của bài học này, sau đó cung tỉnh thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân Ngài Thượng Tọa Tệ Siêu. Và sau đây con xin đọc bài chánh kinh hôm nay. Một trăm hai mươi bốn. Kinh Bạc Câu La. Bạc Cú La Sư Tá. Bạc Cú La có nghĩa là hai anh em, nên cũng có thể gọi là kinh này là kinh Nhị Gia Tôn Giả, vì đề cập đến một vị trưởng lão đệ tử Phật khi còn ấu nhi được cứu từ bụng cá. Gia đình cha mẹ ruột đồng ý để cho người cứu con mình nuôi dưỡng đứa con bị nạn.
nên Ngài lớn lên trong sự quan tâm, thương yêu có hai bên. Cả hai gia đình đều là quý tộc giàu có. Có những điều kỳ lạ về vị này không phải chỉ là vậy. Ngài sống đời cư sĩ 80 năm với sức khỏe khang kiện trong bối cảnh sung túc, rồi đi xuất gia theo Phật làm tỳ kheo 80 năm nữa. Đức Phật xác chứng Ngài là bậc Thinh Văn đệ nhất về khang kiện thể lực. Sống lâu đến mức mà câu chuyện về đời tôn giả, bài kinh này được ghi rõ và đưa vào Tam Tạng. Vào lần trùng tuyên giáo điện lần thứ nhì tại quê Xá Lý, ngoài thân thể đặc biệt, Ngài có những điểm ghi như là vô cùng hiếm có của một vị thánh đệ tử Phật. Những điều này không nhất thiết là mẫu mực tiêu biểu của một vị tỳ kheo, nhưng lại là những điều hằng hữu. Bài kinh này cũng đặc biệt hơn các bài kinh khác là có những chủ thích trực tiếp của chư vị A Xà Lê kết tập được ghi thẳng vào Chánh Văn 1013. Một cuộc đời với nhiều chuyện hy hữu. Có thể Kassapa, một người bạn trước kia của tôn giả Pakula, khi còn là cư sĩ đi đến tôn giả Pakula, sau khi đến nói với tôn giả Pakula những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón, ngồi xuống một bên, Lõa Thể Kassapa nói với tôn giả Pakula: Hiền giả Kassapa, chớ có hỏi tôi Kassapa trong 80 năm ấy đã bao nhiêu lần hiền giả hành dâm dục. Hiền giả Kassapa, hãy hỏi tôi như sau: hiền giả Pakula, trong 80 năm ấy đã bao nhiêu lần hiền giả khởi lên dục tưởng? Hiền giả Pakula, trong 80 năm ấy đã bao nhiêu lần hiền giả khởi lên dục tưởng? Hiền giả Kassapa, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không bao giờ nhận thấy có dục tưởng khởi lên. Vì rằng tôn giả Pakula trong 80 năm không nhận thấy có dục tưởng khởi lên, chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của tôn giả Pakula. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không bao giờ nhận thấy có sân tưởng, có hại tưởng khởi lên. Vì rằng tôn giả Pakula trong 80 năm không nhận thấy có dục tưởng khởi lên, chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của tôn giả Pakula. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không bao giờ nhận thấy có sân tưởng, có hại tưởng khởi lên. Vì rằng tôn giả Pakula trong 80 năm không nhận thấy có sân tưởng, có hại tưởng khởi lên, chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của một tôn giả Pakula. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy dục tầm nào khởi lên. Vì rằng tôn giả, một vị tằng hữu của tôn giả Pakula. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy sân tầm hại tầm nào khởi lên. Vì rằng tôn giả, một vị tằng hữu của tôn giả Pakula. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy có thâu nhận y của cư sĩ. Vì rằng tôn giả, một vị tằng hữu của tôn giả Pakula. Này hiền giả, trong 80 năm từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy có cách y với con dao. Vì rằng tôn giả, một vị tằng hữu của tôn giả Pakula. Này hiền giả, trong 80 năm khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy có thai y với cây kim. Vì rằng tôn giả, một vị tằng hữu của tôn giả Pakula. Mày hiền giả, trong 80 năm
Từ khi xuất gia, tôi không nhận thấy nhuộm y với thuốc nhuộm, vì rằng tôn giả, một vị tằng hữu của tôn giả Bát Khu Lá này hiện giả trong 80 năm. Từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy có mai y Kathina, vì rằng tôn giả, một vị tằng hữu của tôn giả Bát Khu Lá này hiện giả trong 80 năm. Từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy có mai y cho các vị đồng phạm hạnh, có nhận lời mời ăn, có khởi lên tâm tư như sau: mong rằng có người mời tôi ăn, vì rằng tôn giả, một vị tằng hữu của tôn giả Bát Khu Lá này hiện giả trong 80 năm. Từ khi tôi xuất gia, tôi không nhận thấy có ngôi, có ngồi trong nhà, có ngồi ăn trong nhà, có ghi nhận chi tiết các tướng đặc biệt của nữ nhân, có thuyết pháp cho nữ nhân cho đến câu kệ 4 câu, có đi đến trú phòng tỳ kheo ni, có thuyết pháp cho tỳ kheo ni. Tôi không nhận thấy có thuyết pháp cho học pháp nữ, tôi không nhận thấy có thuyết pháp cho Sajini, vì rằng tôn giả Bát Khu Lá trong 80 năm không nhận thấy có thuyết pháp cho Sajini. Chúng tôi thọ trì cái sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của tôn giả Bát Khu Lá này hiện giả trong 80 năm. Từ khi tôi xuất gia, tôi không bao giờ nhận thấy có xuất gia cho ai, có thọ đại giới cho ai, có nhận làm y chỉ cho ai. Tôi không bao giờ nhận thấy có sa di hầu hạ, có tắm trong nhà tắm, có tắm thoa bộ chung ná, có nhờ đồng phạm hạnh xoa bóp chân tay. Tôi không bao giờ nhận thấy có bệnh khởi lên, dầu cho một chốc lát, có mang theo y dược cho đến một miếng nhỏ từ cây Ali Lạc Vạ, nằm dựa vào tấm gỗ dừa, nằm dài xuống ngủ, đi an cư mùa mưa tại chú xứ gần làng. Vì rằng tôn giả Bát Khu Lá trong 80 năm không nhận thấy có đi an cư mùa mưa tại trú xứ gần làng, chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của tôn giả Bát Khu Lá. Vừa đúng trong 7 ngày này, hiện giả còn uế nhiễm, tôi đã ăn đồ ăn của nội địa, rồi đến ngày thứ 8, chánh trí khởi lên. Vì rằng tôn giả Bát Khu Lá vừa đúng trong 7 ngày uế nhiễm, đã ăn đồ ăn của nội địa, rồi đến ngày thứ 8, chánh trí khởi lên. Chúng tôi thọ trì việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của tôn giả Bát Khu Lá. Thưa hiện giả Bát Khu Lá, hãy cho tôi xuất gia trong pháp luật này, hãy cho tôi thọ đại giới, rồi lõ thể Kassapa được xuất gia trong pháp và xả luật này, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Kassapa an trú độc cư, viễn ly không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần không bao lâu, với thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại vô thượng, cứu cánh phạm hạnh. Mà vì mục đích này, các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Vì ấy biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Những gì cần làm sẽ làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Và tôn giả Kassapa trở thành một A-la-hán. Nữa rồi, tôn giả Bát Khu Lá sau một thời gian cầm chìa khóa đi từ trú xứ này đến trú xứ khác và nói như sau: chư tôn giả hãy đi ra, chư tôn giả hãy đi ra, hôm nay tôi sẽ nhập niết bàn. Vì rằng tôn giả Bát Khu Lá cầm chìa khóa đi từ trú xứ này đến trú xứ khác và nói như sau: chư tôn giả hãy đi ra, chư tôn giả hãy đi ra, hôm nay tôi sẽ nhập niết bàn. Chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của tôn giả Bát Khu Lá. Rồi tôn giả Bát Khu Lá ngồi giữa chúng tỳ kheo nhập niết bàn. Vì rằng tôn giả Bát Khu Lá ngồi giữa chúng tỳ kheo nhập niết bàn, chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của tôn giả Bát Khu Lá. Và nam mô Bụt Tha Giá, và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa pháp đang từ bi quan hỷ thuyết giảng hôm nay. Dạ, con thành kính tri ân quý ngài, quý sư và quý đạo tràng. Con xin phong lan, con xin xuống mình. Alo. Alo, quý vị nghe được không? Dạ, cảm ơn quý vị.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Mời Giá, Nam mô Sang Ca Giá, và có pháp năng kính đảnh lễ được Tam Bảo, kính đảnh lễ quý thượng tọa, chư tôn đức tăng, quý thầy cô trụ nữ cùng chư Phật tử. Thì hôm nay chúng ta học cái bài kinh số 124, kinh Bạc Câu La hay là Bạc Câu La Xuất Tá. Ở cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng cái những cái tựa đầu và cái lời giới thiệu của ngài thường Tuệ Siêu đã dẫn nhập đó, thì cái vị này có một cái biệt, có nghĩa là có hai cái gia đình nuôi dưỡng. Và nếu mà nói theo vị dự pháp thì có một cái điểm rất là đặc biệt mà nơi đây thì trong 31 hay là 34 cái hy hữu vị thần hữu mà chúng ta nghe, chúng ta cũng đã rất là khó mà suy nghĩ cho nổi. Nhưng mà ở đây có một điểm, thường thường thì quý vị biết rằng ở trong kinh kinh Tạng Vi Diệu Pháp bộ Bút Lắp Năm Nhất Tý đó, bộ Nhân Chế Định đó, có nói về người kiếp trụ đó. Chúng ta muốn nói đến chỗ này một chút xíu để quý vị có thể hiểu được thêm. Có nghĩa là một hay là ngài Sa Di Bất Tát nói về bốn sự nhập thai đó, cái nhập thai của vị chánh đẳng giác, nhập thai của vị Thinh Văn Thượng Thủ, hoặc là nhập thai của những vị A La Hán. Thì những vị A La Hán có một thời gian chánh niệm nhập thai, và những cái vị mà có một cái thời gian chánh niệm đó thì vị đó sẽ thành những vị A La Hán ở trong cái kiếp này. Đó là cái điểm mà chúng tôi muốn nói. Điều thứ hai là ngài nói như vậy thì chúng ta thấy ngài Bắc U Lá đó, ngài có khả năng để thành vị A La Hán ngay trong kiếp này, và với cái vị thần thủ hay là cái người tối thắng đó, là để nhất về sức khỏe. Ở trong người tối thắng thì cũng có nói về tôn giả Bắc U Lá này, nên ngài không có thể nào bị được. Thì chúng ta thấy rằng ngài còn nhỏ thì mẹ của ngài đem ra sông để mà có thể chúng ta hiểu như là tắm rửa vậy, nhưng mà bà vô ý, bà để cho cái đứa bé rớt xuống nước. Và khi rớt xuống nước như vậy đó, thì có một con cá đã nuốt cái đứa bé đó, và cái con cá đó đã được đánh bắt và bán cho vợ của vị cố vấn ở Ba La Nại. Mà khi mà đem ra mà mổ bụng con cá đó thì thấy đứa bé vẫn còn sống, và đem trình đức vua thì đức vua cho phép để nuôi đứa bé đó. Và sau này khi mà cái người mẹ đã thấy như là lời dẫn nhập của Tọa Đại Siêu đó, thì khi mà hỏi ra thì biết như vậy, và đã nhận hai gia đình đồng có công nuôi dưỡng tôn giả Bắc U Lá lúc còn nhỏ. Và đó là cái điểm mà rất là đặc biệt, mà khi nói đến người gọi là người kiếp trụ đó, là người đó có khả năng đặt quả án thì không thể chết. Không thể nào chết được á, có nghĩa là người đó phải đắc đạo quả A La Hán rồi mới chết, chứ không thể nào mà có ai hoặc là có một nhân vật nào có thể làm cho cái đứa bé có khả năng đắc chứng đạo quả A La Hán ngay trong kiếp này mà chết được. Đây là một điểm rất là đặc biệt quý vị, đây là điểm rất là đặc biệt trong Vi Diệu Pháp. Nói như vậy để quý vị thấy tôn giả Bạc U Lá có một cái việc xảy ra trong cuộc đời của mình rất là đặc biệt, là tự rớt xuống nước và con cá nuốt như vậy mà ngài vẫn không chết. Nếu mà chúng ta không có nghe được những cái điểm này đó, thì chúng ta cũng bán tính bán nghi. Nhưng mà thường thì quý vị biết rằng một cái người mà đại phước, một cái người mà có khả năng để đắc chứng đạo quả ngay trong kiếp này đó, là cái hàng Thinh Văn đệ tử của Đức Phật Gotama đó, là 80 vị đại đệ tử đó. Thì những vị này được chư Phật thọ ký đó, đã có trong cái danh sách những cái hội chúng của ngài như vậy. Đây là cái điểm mà chúng ta cần biết. Và trong cái 20, 34 hoặc là 31 cái hy hữu vị thần hữu đó, thì chúng ta thấy có một điểm. Có nghĩa là ngài xuất gia đó, ngài xuất gia, ngài 80 tuổi, ngài mới đi xuất gia. Và ngài xuất gia như vậy đó, thì chỉ có 7 ngày đầu, ngài chưa phải là vị A-la-hán thôi. Tới ngày thứ 8, thì ngài đã trở thành vị A-la-hán rồi quý vị. Như vậy thì khi mà nói như vậy, để một cái điểm chúng ta biết rằng cái vị Kassapa này đó, thì biết ngài ở thân thế, gia thế, gia đình thì rất là giàu có, rất là, mình gọi là một gia đình mà rất là giàu có như vậy. Bây giờ đi xuất gia mà có nghĩa là làm sao mà hết những cái tư tưởng dục lạc. Nhưng mà khi hỏi ngài đó, ngài có
hưởng thụ những dục lạc trong cái tuy rằng cái đời sống xuất gia như vậy, nhưng mà ngài đã nói với cái vị Kassapa loại thể này đó, hãy đừng hỏi như vậy, mà hãy hỏi lên những cái dục tưởng, cái dục tầm, dục tưởng, những cái tư tưởng dục có khởi lên không. Thì ngài cho biết rằng trong 80 năm ngài không có nhận thấy những cái dục tưởng khởi lên. Dục tưởng thì chúng ta biết rằng khi mà từ cái mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc, ví dụ chúng ta thường thường như là cái lộ nhãn môn đó, ví dụ như hậu kiếp vừa qua, hậu kiếp rung động dược dòng được hai môn, rồi ngũ sống thức, rồi nhãn thức sanh khởi, rồi tiếp thu cái cảnh sắc đó, quan sát cảnh sắc đó, rồi đoán định cảnh sắc đó, rồi tới động lực. Thì chúng ta cũng hiểu như là tiếp thu rồi quan sát, rồi cái sẽ có những cái tâm thiện, tâm bất thiện sanh khởi, mình chúng ta gọi là tâm động lực đó. Thì cái tâm động lực đó nếu mà có tham á, thì chúng ta gọi là có dục tưởng, dục tưởng sanh khởi. Khi mình khởi lên cái tâm tham á, bởi vì khi mình chỉ cần khởi lên cái tâm tham thôi á, thì nó đã có dục tưởng rồi, gì chứ không phải là mình phải chung đụng hay này kia nọ đâu. Nếu mà nói theo vi diệu pháp á, như vậy á, thì rõ ràng á, thì ngài là vị A La Hán rồi, nên cái dục tưởng á, hay là cái gọi là cái tưởng bất thiện đó, thì chúng ta biết rằng như là cái bài kinh mà Đức Phật kể trả lời với Thiên Chủ Đức Thích đó, tưởng nào sanh thiện gần, tưởng nào bất thiện gia tăng nên trừ đó, thì ngài hoàn toàn ngài đã trừ hết những cái bất thiện, cái tưởng bất thiện, nghĩa là những cái dục tưởng đó nó không có mặt nữa, nên ngài mới nói rằng tám năm đó, ngài chưa từng khởi lên một cái dục tưởng. Như vậy cái dục tưởng không có khởi lên thì cái vị loại thể Kassapa đó ghi nhận là như vậy, cho đến cái dục tưởng, rồi cái gì nữa, dục tưởng, rồi cái hận, cái sân tưởng, cái hại tưởng, mình gọi là cái hận tưởng, cái hại tưởng đó, nó cũng không có. Như vậy thì ngài tuyên bố rằng 80 năm ngài không có thấy cái sân tưởng, cái hại tưởng khởi lên trong 80 năm như vậy đó. Như vậy thì cái vị này cũng ghi nhận đó là một cái hy hữu, vị tận hữu của tôn giả Bát Cú La. Và ngài nói rằng cái ba cái tưởng đó, rồi cái sân tưởng, sân tầm hại tầm, sân tầm hại tầm, sân tầm dục tầm, hận tầm hại tầm, thì chúng ta thấy rằng tưởng là một sở hữu tưởng, tầm là một sở hữu tầm. Ở trong 13 sở hữu tợ tha đó, chúng ta thấy một và xúc, hai thọ, ba tưởng, bốn tư, năm định, mạng quyền, sáu tập ý, bảy một tầm, hai tứ, ba tháng giải đó, thì đó là những cái sở hữu mà có liên quan đến cái tâm bất thiện. Nhưng mà những cái tưởng hay là cái tầm á, mà chúng ta thường thường biết rằng cái chánh tư duy đó, đó là cái ly dục tầm, vô hận tầm, bất hại tầm. Còn cái tà tư duy đó là dục tầm, hận tầm, hại tầm ở trong bát chánh đạo đó. Như vậy á, thì đó là một cái tâm sở mà sanh theo những cái tâm bất thiện quý vị. Và ngài là một vị đã đoạn trừ cái tâm bất thiện, nên sở hữu tầm nó không có hợp với trong những cái tâm tham, hoặc là sở hữu tham tà kiến ngã mạn không có. Nên ngài đã nói lên giống như là cái lời nói mà ngài giác ngộ vậy, lời nói của vị A La Hán vậy. Ngài nói rằng 80 năm đó ngài không có một cái dục tưởng hay là cái dục tầm hay là cái hận tầm, cái hại tầm nó không khởi lên. Như vậy là đó là những cái điểm mà ngài đã nói lên. Và ngài nói rằng 80 năm đó, ngài từ khi ngài đi xuất gia đó, ngài không có nhận thấy đó, ngài đã nhận y của người cư sĩ nào. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt, 80 năm mà ngài không có nhận y của người nào. Rồi 80 năm đó, ngài nói rằng ngài không có dùng dao hay dùng kéo để cắt giải mai y á. Ngày chúng ta thấy những vị tỳ khưu mỗi năm á, thì có mùa lễ hội tăng y đó, Katina đó, thì ngài lại không có cái, trong 80 năm ngài không có làm những cái việc này. Đây là một cái điểm đặc biệt 80 năm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngài có một cái phước rất là đặc biệt, có nghĩa là ngài có cái phước rất là đặc biệt, cái phước của ngài rất là thù thắng, nên gần như là ngài nhận y của chư thiên, ngài nhận vật thực của chư thiên. Ngài không có giống như là nhận vật thực mà của những cái người đàn tính. Như vậy trong 80 năm á, chúng ta nghĩ rằng ngày 80 năm ngày mặc y đó, ngày mặc y hay là ngày cắt y á, ngày không có cắt y, không có mai y với chư tăng. Và 80 năm mà không có mai y như vậy đó, thì trong 80 năm đó ngài không có
có cái kim, bởi vì mai y phải có cái kim, mà ngài trong 80 năm ngài cũng không có sử dụng kim. À, rồi trong ngài nói rằng trong 80 năm á, xuất gia như vậy ngài không có nhuộm y, ngài không có nhuộm y với cái loại thuốc nào hết. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, ngài là một vị mà đặc biệt, rất là đặc biệt. À, có nghĩa là ngài nói lên cái phước báo công đức của ngài, có nghĩa là mình nói có thể là nói như vậy. Tại vì á, chúng tôi còn nhớ rằng ngài được thọ ký mà trở thành đệ nhất về sức khỏe đó cũng thời gian rất lâu, 4 A-tăng kỳ 100.000 đệ kiếp, giống như một vị Bồ Tát chánh đẳng giác mà được Đức Phật thọ ký, thời gian mà phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời, được thời gian được thọ ký là như Đức Phật của chúng ta đó là 4 A-tăng kỳ đó. Thì ngài Bắc Cù Lá ngài cũng có một cái thời gian thực hành cái phước báo công đức rất lâu, quý vị. Cho biết rằng trong khứ đó, ngài là một vị thầy thuốc, ngài đã trị bệnh cho Đức Phật và chư tăng, cũng giống hiện tại mà ông chiên trị cho Đức Phật và chư tăng vậy đó, quý vị. Bắc Cù Lá trong khứ đó là một cái vị có cái khả năng giống bị mình bị thầy thuốc vậy đó, một vị lương y vậy đó. Quá khứ ở thì thành một cái vị tiệt đó, ai y như với đời mới không rành việc mà không có những cái tướng đặc biệt của vị mà mình nói rằng nhìn thấy nữ nhân hay là thuyết pháp cho nữ nhân cho đến 4 câu kệ đó thì ngài cũng không có, không có đi đến trú phòng của Tỳ Kheo Ni để thuyết pháp, hay là cái trú xứ của Tỳ Kheo Ni để thuyết pháp, và không có thuyết pháp cho Tỳ Kheo Ni, không có thấy thuyết pháp cho học nữ mà gọi là tức Somana đó hay là Sayini, ngày hoàn toàn 80 năm ngày không có làm vấn đề này. Và mỗi lần như vậy thì Kassapa Lõa Thể cũng sa thú là một khi hữu vị tặng trụ của tôn giả Bắc Cù Lá. Như vậy thì trong 80 năm ngày nói đến từ khi ngày xuất gia đó, ngài không bao giờ nhận cho ai xuất gia, có nghĩa là ngài không làm thầy hòa thượng tế độ cho ai hết, và cũng không có cho ai thọ đại giới làm thầy hòa thượng hay hoặc là thầy y chỉ, hay là không bao giờ mà ngài cho một cái vị xuất gia sa di đi hầu hạ ngài, và không có tắm ở trong nhà tắm, không có vào nhà tắm, cũng không có tắm trong nhà tắm, và không tắm với những cái bột thoa mà chúng ta có thể hiểu giống như xà bông thơm vậy đó, không có. Không có nhờ đồng phẩm hạnh xoa bóp tay chân, có nghĩa là ngài có một cái điểm rất đặc biệt của vị, có nghĩa là ngài đó là một cái vị tỳ khưu đó mà có những cái sức lực, có những cái sức khỏe, nên ngài không cần mình nói giống như dầu thuốc hay là dầu thoa tay chân đó. Mà mỏi nhất thì ngài cũng không có. Tôi không bao giờ nhận thấy có một cái bệnh khởi lên dầu trong độc đá. Mình có thể nói đóng giống như sổ mũi nhức đầu hơi đó. Mà mình thì ai làm người thì cũng không thoát khỏi những bệnh hoạn này. Nhưng mà đối với tôn giả Bắc Cù Lá thì ngài đặc biệt, ngài nói rằng không có một cái, ngài không cảm nhận được cái bệnh khởi lên dầu cho một chốc lát, có nghĩa là dầu cho một chút thôi đó. Ngài cũng không có thấy, ngài cũng không có mang theo y dược đến một cái miếng nhỏ như là một ít cái amalac. Thường thường quý vị nghe nó trong luật thì cái đấy amalac đó để ngâm với nước tiểu bò đen để làm thuốc trị bệnh, đó là cái hạnh tiểu dục của vị tỳ khưu, nhưng mà ngài vẫn không có một miếng nhỏ cây từ cái cây amalac hay là cái từ trái amalac, không có. Và đặc biệt một điểm mà chúng tôi thường hay nói đó, ngày 80 năm đó, ngày không có nằm dựa vào tấm gỗ. Đây là một cái điểm mà chúng tôi nói với vị đó, mình không có thể nào tưởng tượng nổi. Quý vị cứ nghĩ rằng 80 năm mà ngày không có nằm đó,
quý vị cứ nghĩ rằng con người của mình bây giờ thì nhiều khi mình chúng sanh của mình mình có thể ngồi nghe, ngồi thiền chuyện chút xíu thôi, một tiếng, hai tiếng, hồi ba bốn tiếng ngồi mình có thể nằm xuống, nhưng mà ngày 80 năm ngày không có nằm mà ngày vẫn khỏe. 80 năm ngày không có dựa vào tấm gỗ nằm dài xuống ngủ, và không có an cư trong một cái trú xứ mùa mưa nào mà gần làng, không có đi an cư. Cái trú xứ mùa mưa có nghĩa là không có nhận lời người ta mời vào chỗ nào mà an cư, ngày cũng không có. Thì mỗi lần mà như vậy đó thì lọa thể Kassapa đều tán thán ngày là một cái hy hữu vị tận hữu. Vì rằng tôn giả Bắc Bô La đó 80 năm không có nhận thấy và có đi an cư trú xứ tại làng hoặc là gần làng. Chúng tôi thọ trì một cái sự việc này là hy hữu, một cái vị tận hữu của tôn giả Bắc Bô La. Vừa đúng 7 ngày hiền giả còn quét nhiễm, tôi đã ăn đồ ăn nội địa, rồi đến ngày thứ 8 chánh trí khởi lên. Đây chỉ nói đến ngày chỉ ăn cái đồ ăn đó, ở cái con người mà nội địa mình gọi là giống như dân địa phương mà cúng dường đặt bát vậy. Ngày chỉ ăn có 7 bữa, bữa thứ 8 đó, thì chánh trí khởi lên. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi biết rằng ngày là một vị mà có, nghĩa là có rất là đặc biệt, mà chúng ta biết rằng đối với đệ tử của Đức Phật cũng có nhiều vị được chư thiên cúng dường vật thực, chứ không phải riêng tôn giả Bắc Bô La, mà tôn giả Bắc Bô La thì cũng rất là đặc biệt. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tôn giả Bắc Bô La đó nói lên cái việc mà hy hữu, cái việc mà trong cuộc đời của mình mà thành tựu được cái sự việc thành tựu đặc biệt này đó. Đây là một cái điểm mà chúng ta thấy cũng có. Vì trong Phật giáo có nói đến những cái việc mà chúng ta muốn muốn cho mình được những sự an vui đó là những cái thiện nghiệp công đức. Nó sẽ cho mình thành tựu cái sự an lạc tối thượng ở trong những cái kiếp luân hồi hay là cái kiếp chót, và chấm dứt những cái sự khổ đau mà mình có một cái thân hình nó rất là khỏe mạnh, chứ không có phải là một cái thân hình bệnh hoạn như là những cái vị mà tích xá thú thay hay này kia nọ. Bởi vì chúng ta thấy đệ tử Đức Phật á, thì rất là đa dạng ở trong cái vấn đề mỗi người có một cái nghiệp riêng, mà đó nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, hay là nghiệp lẫn lộn thiện bất thiện, nó trổ chung vào ở trong một cái đời sống cuối cùng. Và tôn giả Bắc Bô La đó sống cho đến 160, sống đến 160 tuổi. Thì quý vị thấy rằng một cái vị mà có những cái hạnh đặc biệt như vậy đó, nên có một lần chúng tôi đó là chúng tôi có nghe sư Tuệ Nhẫn nói về cái vị trưởng lão ở bên Miến Điện giảng. Thì lúc bây giờ sư Tuệ Nhẫn nói với chúng tôi là cái đó là chú giải nào đó, chúng tôi nói không đâu, chắc chắn từ trong cái chánh tạng mà có. Tôi nhớ là ngày Bắc Bô La, sư không tin, sư dở cái bài kinh Trung Bộ Bắc Bô La nói về những cái điểm hy hữu vị thần hữu. Vị này 80 năm có nghĩa là không cần nằm, hay là 80 năm mà có nghĩa là không có nhận vật thực của ai, những cái điều đó đặc biệt chỉ có tôn giả Bắc Bô La. Như vậy thì chúng ta biết rằng cho đến một cái thời gian 80 năm đã trải qua đó, với cái đời sống của một cái vị tôn giả như vậy. Nhưng mà rồi một thời gian sau thì ngày cầm cái chìa khóa đó, ngày đi, chúng ta hiểu có nghĩa là ngày đi đến những cái phòng, từ phòng vị này vị kia đó, ở trong cái trú xứ chỗ đó đó, thì ngày tuyên bố với chư tăng là hãy ra và hãy mục kích hôm nay đó, thì ngày sẽ nhập niết bàn. Ngày nhập niết bàn. Và một cái điểm mà đặc biệt đó, ở cái điểm của ngài đó, ngài cũng không muốn ai phiền hà về cái nhục thể của ngài, nên ngài tự dùng cái đề mục mà gọi là tam muội quả giới đó, ngài tự dùng cái đề mục lửa đó để thiêu hủy cái thân của ngài. Thường thường thì quý vị thấy nói về đệ tử của Đức Phật đó, thì có nhiều vị cũng rất là đặc biệt, có nhiều vị rất là đặc biệt. Những vị này có thể là tùy theo cái hạnh nghiệp của các vị đó, tùy theo cái sự hướng tâm, cái phước trong quá khứ mà những vị đó đã tôn tạo, rồi vị đó được y như ý nguyện. Bởi vì cái câu mà y như nguyện là mình muốn
nào đó. Cho mình y như ý như vậy thì một cái tuyên bố là cái sự ví dụ là một lầm bạn người à, điều tới được quyến thuộc thứ ba có chồng mà chồng ôm ấp tình nhân đó, nên bà mới nguyện rằng trong vòng luân hồi đó, cho bà sanh để là làm người phụ nữ, nhưng mà khi mà người chồng nó gặp bà chỉ thương có một mình bà thôi à. À, quý vị nghe cái âm thanh không liên tục hả quý vị? Quý vị có nghe được nữa không? Quý vị còn nghe được không? Alo. Alo, quý vị còn nghe không? À, quý vị nói chúng tôi nó chập chờn. Hồi hôm nay chúng tôi gặp thượng tọa Bắc Tân có nói cái đường nét ở trên chùa Thái Hòa nó chập chờn và thượng tọa không có vào được. Bữa hôm nay thì quý vị nghe nói chúng tôi chập chờn, chúng tôi cũng làm, chúng tôi nãy giờ chúng tôi không để ý gì, chúng tôi để ý. Thì quý vị biết rằng á, cái việc mà phước báo công đức của chúng ta đó mà trở thành cái ngọc như ý hay mani đó, ngọc ước nguyện đó, là chúng ta ước nguyện cái gì chúng ta được cái đó. À, chính là khi mà Đức Phật nhắc lại cái câu chuyện tiền thân của Hoàng hậu Báo Đú Má đó, Ngài nói đến những cái đau khổ. Hay là chúng ta nghe câu chuyện Ngài Siêu Lý trong quá khứ, Ngài gặp những cái bất hạnh, nhưng mà rồi Ngài làm những cái thiện nghiệp công đức, Ngài phát nguyện. Cái thiện nghiệp công đức đó cho Ngài trở thành một người mà sau này không có đói khát. Dù là Ngài có đi đâu hay ở đâu, thì Ngài cũng vẫn có vật thực hay có những cái gì trù phú đến với Ngài. À, thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng những cái phước báo công đức đó, đã trở thành một cái hành trang dài trên cái dặm đường sanh tử luân hồi. Và khi phước báo công đức đó nó được dung bồi mà trở thành vị thánh đệ tử của Đức Phật chánh đẳng giác, đặc biệt thắng hạnh hay thắng duyên trong vấn đề vô bình đệ nhất về sức khỏe, thì chúng tôi cũng nói quý vị đó, Ngài Bắc Bu Lá chúng tôi nhớ trong người tối thắng, ngày của người tối thắng, ngài cũng là một người tối thắng trong đó, thì ngài bạn cũng trở thành cái vị tối thắng, nói về cái vấn đề mà ngài không bình hoạn. Để nhìn chung vào đó thì chúng ta thấy một cái con người với Phật giáo đó một chúng sanh nó tạo những cái thiện nghiệp công đức. Khi chúng ta nhiều lúc cũng hiểu rằng là chúng ta sẽ là tặng cái quả tập nhiễm những phúc hành nó còn khổ cảm còn nhàn, nên là những sinh rời cõi. Nói như vậy chúng ta biết cũng là nhiều những vị thuyết pháp, nhưng mà có nhiều vị thuyết quý vị nghe thì quý vị hiểu vô ngã thì đúng, nhưng mà quý vị nên hiểu một điểm là vô ngã này đây là không có ta tôi, nhưng mà nó có một cái pháp vận hành, có một cái pháp vận chuyển, và những cái thiện nghiệp đó là những cái thiện pháp, đó là những cái phúc hành nó dẫn chúng ta đi tái sanh. Điều đó là điều rất là cần thiết khi một người thực sự muốn tìm con đường giác ngộ giải thoát. Còn nếu mà chúng ta nghĩ ở cuộc đời ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức là không á, và chúng ta không có làm gì hết, chúng ta bỏ cái thời gian, chúng ta không làm việc bố thí hay trì giới hay tu thiền hay là cung kính đảnh lễ những vị này vị kia, nên nhiều khi quý vị thấy có nhiều vị họ thiết vô ngã đó, thì cái ngũ quẩn này cũng đâu cần phải đảnh lễ ngũ quẩn kia. Điều đó đó cũng rất là nguy hiểm, quý vị. Những cái vị mà thuyết vô ngã kiểu đó rất là nguy hiểm.
vô ngã mà vị đó nói như vậy đó thì rất là nguy hiểm, mà rất là nguy hiểm. Tại sao? Vì thường thường chúng ta biết rằng một con người mà khi học Phật pháp mà đúng mức cách đó, thì chúng ta thấy cái tâm thiện rất là quan trọng. Cái tâm thiện nó làm chúng ta tái sanh làm người tam nhân. Cái tâm thiện nó sẽ làm chúng ta tái sanh làm người mà chứng thiền được. Bởi vì thường thường quý vị thấy một người chứng thiền thì tâm thiện nó làm việc chuẩn bị cận hành thuận thứ kiện tộc. Rồi cái tâm thiền sanh lên là người đặt sơ thiền, hoặc là cái tâm đạo sanh lên là người sơ đạo. Như vậy thì ở trong cái vô ngã của Đức Phật thì chúng ta hiểu rằng vô ngã không có tôi ta, nhưng mà có pháp vận hành. Mà pháp ở đây là pháp thiện, và chúng ta là người có cái thiện pháp thì chúng ta có cái chủng tử của sự giác ngộ. Chúng ta hãy làm thiện, việc thiện đó nó là một cái hành trang, nó trở thành những cái hạnh người tối thắng, nó trở thành độc giác Phật, toàn giác Phật. Nên trong cái bài kinh Chôn Của Để Dành có nói đến người màu da trong sáng, giọng nói đẹp lòng người, dung mạo nhìn dễ mến, có phong cách đoan trang, người quyền quý cao sang, bậc dương triều tôn chủ, bậc chuyển lưng thánh chúa, bậc thiên vương cõi trời, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Bốn tuệ giác phân tích của thánh đệ tử Phật, hoặc độc giác toàn giác, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Những hạnh phúc trần gian cùng thiên lạc cõi trời, tất cả quả lành này do công đức đã tạo. Bởi lợi lạc to lớn của phúc hạnh đã làm, nên hiền nhân thiện trí tán thán và khuyến khích sự cất giấu tài sản bằng tích lũy phước lành. Đây là một cái điểm mà vì Phật pháp đó, chúng ta hiểu đó, dù là cái người thuyết hay là cái người nghe đó, chúng ta hãy hiểu giống như pháp bảo, giống như là con rắn mà bắt rắn phải khéo bắt. Còn nếu mà chúng ta không khéo bắt rắn, chúng ta là người đi nghe pháp hoặc là chúng ta là người thuyết pháp. Chúng tôi đã từng thấy có nhiều vị nói về cái vấn đề vô ngã, nhưng mà chúng tôi rất là sợ, rất là sự nghe cái kiểu vô ngã, cái kiểu này rất là nguy hiểm. Vô ngã không có tôi ta, đúng, thật sự là không có tôi ta. Nhưng mà đây có pháp vận hành, chúng ta có pháp thiện trợ pháp thiện bằng cảnh duyên, hay là pháp thiện trợ bất thiện trợ thiện bằng cảnh duyên, hay là vô ký trợ thiện bằng cảnh duyên. Thì thiện đó nó là phúc hành, hành duyên cho thức đi tái sanh trong mỗi kiếp luân hồi. Điều này rất là cần thiết, là chúng ta phải nhớ Phật pháp là như vậy. Còn khi mà chúng ta nghe hoặc người thuyết pháp đó, giống như người bắt rắn, không khéo thì con rắn nó quay lại cắn mình đau khổ. Mình thọ trì pháp đó, mà thọ trì không đúng, nó cũng nguy hiểm như vậy. Nên thường thì Đức Phật ngày thuyết giảng đó, chúng ta là người khéo nghe, và chúng ta thực sự là khéo nghe. Chứ còn nếu người đó nói vô ngã là bây giờ cũng không cần ngũ quẩn, cũng không cần đánh lễ ngũ quẩn kia, rồi ngũ quẩn này cũng không cần phục vụ với ngũ quẩn kia, rồi ngũ quẩn này cũng không cần cung kính ngũ quẩn kia, ngũ quẩn kia cũng là ngũ quẩn, mà ngũ quẩn này cũng là ngũ quẩn. Tuy rằng chúng ta nghe nói thì cũng rất là có lý, nhưng mà thực sự rất là nguy hiểm quý vị, thực sự rất là nguy hiểm. Tại vì chúng ta có cái thiện tâm, mà thiện tâm là thiện pháp, mà thiện pháp chúng ta cúi đồng hay đảnh lễ, chúng ta cúng dường hay là chúng ta phục vụ, thì đó là một thiện pháp, đó là phúc hành đưa đến thức đi tái sanh trong tương lai. Còn nếu mà chúng ta không hiểu vậy đó, mà chúng ta ngộ nhận đó, giống như người bắt con rắn, mà bắt ở cái đuôi con rắn nó quay lại nó cắn mình. Còn nếu mình bắt đó, mình không có lẫn lộn, mình bắt làm đè đầu con rắn xong mình bắt nó, và nó không thể nào cắn mình được. Thì người thọ trì Phật pháp cũng giống như vậy. Nên thường thường á, nếu một người mà không hiểu được như vậy đó, thì chúng ta cũng không thể nào mà lãnh hội được cái bài kinh Bát Cú Lá. Ngài có đến 34 cái pháp hy hữu vị đặng hữu. Nói đến, chỉ cần nói đến một cái pháp thôi là 80 năm ngày không cần nằm mà ngày vẫn khỏe, 80 năm ngày không cần thuốc cần dầu, 80 năm ngày không cần có mời ai thỉnh đi tăng đi đại tăng, hoặc là ngày cũng không mong mỏi có ai mời thỉnh ngày đi đại tăng, hoặc là cái khởi lên cái tư tưởng như vậy, không có. Như vậy là những cái pháp mà thiện nghiệp á, nó đã đổ sanh cho ngài trở thành một cái người gọi là hành dĩ đắc dĩ. Hành thì dễ, đắc cũng dễ. Nhưng mà chúng ta cũng thấy có nhiều người hành nan đắc dĩ, hành dĩ đắc dĩ, hành nan đắc nan. Có những cái nói như vậy đó, thì chúng ta mới biết rằng cái phúc hành đó, đó là cái phương pháp hỗ trợ, nó là cái điều kiện để chọc thủng vô minh. Vì phúc hành nó có ba nhân: vô tham, vô sân và trí tuệ, sẽ chọc thủng vô minh và trở thành cái người tối thắng, hay là vị chánh đẳng giác hay độc giác toàn giác. Như vậy á, thì cái bài học hôm nay nói về cái điểm hy hữu vị tặng ngũ của ngài Bát Cú Lá,
là trong tổng người tội thắng, trong người kiếp trụ đó, thì chúng tôi cũng nói cái gì đó. Ngài bị tắm rơi xuống sông như vậy, như con cá nuốt Ngài, nhưng mà Ngài cũng không chết. Bán cho người người bán cho người vợ của ông cố vấn ở Ba La này, mổ bụng ra thì con đứa bé nó vẫn còn sống. Và xem lại thì sau này nhận diện được hai cái người nuôi dưỡng mình, đó là hai gia đình, và trở thành con của hai gia đình đó. Và Ngài trở thành một cái người hưởng cái phước báo rất là to lớn ở cõi nhân loại. Và khi mà Ngài xuất gia, Ngài dễ dàng chứng đắc đạo quả A-la-hán, trở thành người hy hữu vị thành hữu. Ở trong 34 cái pháp hy hữu vị thành hữu của Ngài, chúng ta cũng cần phải suy gẫm để thấy rằng trong cái dặm già sanh tử đó, mỗi người có được một cái hạnh nghiệp từ cái phúc hành, nó cho ra những cái thành quả ở trong cái sự luân hồi, cho đến cái thành quả trong cái sự giác ngộ giải thoát. Đó là điều mà chúng ta cần phải nắm bắt. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị, đến đây thì con nghĩ cũng vừa với cái thời gian của cái bài học và bài giảng hôm nay, và còn phần còn lại để quý Ngài thảo luận. Con xin kính dâng phước báo công đức này đến với Ngài, chi phần phước báo công đức đến tất cả những người thân bằng quyến thuộc, những vị thiện nam tín nữ, những người có tâm hậu trì Phật Pháp, mong tất cả được thăng vui tấn hóa, sớm giác ngộ giải thoát. Bây giờ thì con xin gửi cái mic lại cho các vị như vậy. Sa thúc kính trưng chư tổ hợp đồng. Bạch thượng tọa từ siêu, không biết thượng tọa có ở trước máy mà thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa từ siêu nghe được, xin thỉnh thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa từ siêu, thượng tọa có mặt ở trước máy và có nghe được không? Dạ. Bạch thượng tọa từ siêu vâng. Đọc câu chuyện về Ngài Bạc Cô La, Ngài Bạc Cô La đó, có thể làm cho chúng ta hơi phân vân một chút về cái phước, về cái hạnh, về cái đức và về cái đặc dị. Lấy ví dụ như là suốt của đời của Ngài về vấn đề sức khỏe, mình thấy rõ ràng là cái phước của Ngài rồi. Hay là đời sống của Ngài không bao giờ nghĩ đến cái hình tướng của nữ nhân, cái là cái hạnh của Ngài rồi. Và đôi khi Ngài hành đầu đà, Ngài không có nằm là cái đức của Ngài. Nhưng mà rồi có những cái chuyện như là Ngài chưa bao giờ cho một vị nào thọ sa di, cho vị nào thọ tỳ kheo, thì cái đó là cái đặc gì của Ngài. Thì những cái tại sao những cái đặc gì đó đó, nó nếu mình đọc mình hiểu như thế nào về một bậc thánh, tại vì các ngài nghĩ chuyện đó tốt phải làm, hay là tại đó là cái pháp tự nhiên, hay là nó có vì lý do gì đặc biệt mà chúng ta nên hiểu về điểm này không? Xin cứ thỉnh thượng tọa từ siêu. Nam mô Bụt Thầy. Giờ xin cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Kính thưa quý vị, sư tử tri cũng vừa gửi cho chúng tôi một cái thông tin của báo Dân Trí là các quan của Việt Nam sau chưa đầy một tháng sửa chữa thì nó lại hư nữa rồi, nó trục trặc nữa, bị đứt nữa, cho nên nó mất đi 50% lưu lượng. Do đó mà hôm nay gặp sự cố, chúng tôi không có giảng được ở trong
giảng thanh tịnh đạo được ở trong lớp kinh Phật cú. Và bây giờ thì nếu mà chúng ta nghe được thì có lẽ là cũng cái điều may. Kính thưa quý vị, trong tất cả những cái điều hy hữu vị tận hữu của ngài Bakula hay gọi là Bakula, chúng ta gọi là Bakula cũng được, Bakula cũng được, thì trong 34 điều vị tăng hữu của ngài đó, trong đó những điều mà liên quan đến đó, cái chuyện mà không bao giờ truyền giới cho ai, cái đó phải được kể là cái hạnh của ngài. Có những vị trưởng lão là không có thu nhận đệ tử, thì những cái này nó liên quan đến cái hạnh về Charita. Chúng ta đừng nghĩ rằng là một bậc thánh bao giờ cũng tiếp độ có đồ chúng, có đệ tử. Như đối với Đức Phật Độc Giác thì cái hạnh của ngài là chỉ tự tu chứng nhưng mà không có thiết lập cái giáo pháp và không có tiếp độ cho đệ tử nào khác. Thì trường hợp ngài Bakula cũng tương tự như vậy. Cái điều này không thể gọi là cái phước của ngài, mà cũng không thể gọi là cái đức, mà gọi là cái hạnh riêng. Trong trường hợp này nó cũng có một cái trường hợp ngoại lệ khác ngoài cái hạnh đó, thì có những vị không có duyên làm thầy tế độ cho ai hết, không có duyên làm thầy tế độ. Điều này cũng không phải là một điều mà chúng ta khó hiểu, bởi vì phải có cái duyên thầy trò thì tử khắc, có những người đến sinh xuất gia còn nếu không thì không có ai đến xin xuất gia với ngài hết. Nhưng mà trường hợp của ngài Bakula thì có những người đến xin xuất gia, nhưng mà ngài do cái hạnh nguyện là ngài không có làm thầy của ai hết. Cho nên những lúc đó ở trong chú giải nói rằng là
Ngài sắp xếp để thỉnh vị khác cho họ tu. Cái hạnh này là cá nhân của mỗi người, chứ không có liên quan gì đến cái việc đối với bậc thánh làm như vậy có vẻ như là không có cái trách nhiệm đối với Phật pháp chăng. Chúng ta không nên đặt vấn đề đó. Thì đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Giao Luận Đẳng vừa nêu. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi đi lên Phủ Đức dựng lễ trăm ngày của sư trưởng Thiện Pháp. Không biết có phải là do thời tiết quá nóng đi đường xa nên chúng tôi về chúng tôi như là bị cảm gì đó, cặp mắt của chúng tôi nó bị nóng, cổ của chúng tôi nó bị gắt, cho nên chúng tôi nói chuyện hơi yếu một chút, các vị cũng thông cảm. Nhưng mà chúng tôi có thể cũng có thể trả lời thêm một vài câu hỏi nếu như Thượng Tọa Giao Luận Đẳng cần. Bởi vì hiện tại trong room cũng không có mấy vị. Bây giờ thì xin cung thỉnh Thượng Tọa Giao Luận Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Sư. Dạ thưa quý thính, Chư Tọa Thượng Siêu, xin được hỏi Chư Tọa Thượng Siêu một câu nữa rồi để Chư Tọa Thượng Siêu đi nghỉ. Bởi Chư Tọa Thượng Siêu ở trong đời này nó có nhiều chuyện cũng hơi lạ xảy ra ngay trong hiện tại, là có những người họ bị tai nạn 3-4 lần mà toàn là chí mạng không, nhưng mà không có tai nạn nào làm cho họ chết hết. Và cũng ở Mỹ có những người họ trúng số độc đắc mà họ trúng số 4 lần trong cuộc đời, trong khi có những người khác thì trúng một lần đã là hy hữu rồi, mấy người thì trúng 4 lần cũng trúng thứ nhất rồi thứ hai thứ ba thứ tư. Và cũng có những người họ có những cái chuyện rất là đặc biệt xảy ra trong cuộc sống của họ mà kể ra rất là khó tin. Thì những điều mà kỳ lạ xảy ra với một người ở đây gọi là điều bị tàn hữu, cái đó là do phước hay là do cái gì? Thí dụ như mình nói bây giờ một cái người mà họ trải qua 3-4 lần tai nạn là rớt máy bay, rớt rồi bị tai nạn xe lửa, xe hơi mà cũng không chết, họ bị tàu chìm cũng không chết, lần nào cũng là cái chuyện sanh tử không, nhưng mà họ vượt qua hết tất cả, thì cái đó có nên gọi là phước hay không? Hay là cũng có những người họ gặp những cái chuyện trùng lập trong đời sống của họ, ngay cả như ngày Bắc Lá ở đây, ngày có những điều bị tàn hữu đó, thì tất cả cái đó là do cái gì vậy? Do cái phước hay là do một cái hạnh nguyện nào đặc biệt không? Kính cung thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trở lại. Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị,
Trước khi nói vấn đề này, chúng tôi kể lại cho quý vị nghe về cái giai thoại của sư trưởng. Trước năm 75, sư trưởng xuất gia, khi đó còn là vị sa di, thì ngài Hòa Thượng Tịnh Sự, ngài ở ngoài Hậu Nghệ, và sư trưởng đi xe đò xuống Rạch Giá để đi ra Hậu Nghệ thăm ngài. Thì xe đò đi dọc đường nó bị lật, chiếc xe lật xuống ruộng và nó lăn nhiều vòng. Lúc đó nghe sư trưởng kể lại là tự nhiên sư trưởng ôm cái lưng ghế ở phía sau, ở phía trước, cứ xem coi cái nó lăn tới chỗ nào. Sau khi mà nó lăn ba vòng cái nó ngừng lại, cái sư trưởng mới định vị xem coi mà đang bị chóng đầu hay là đang bị kẹt ngồi. Sư trưởng thấy rằng là mình đang nằm vắt ngang, để sư trưởng xem chú ý coi coi mình còn có cái cảm thọ khổ nào ở trên thân, có thể bị gãy tay gãy chân hay là cái chi không. Sư trưởng thấy bình thường quá chứ. Sư trưởng lần cần ngồi dậy. Ở lúc đó người ta vu quanh, người ta mới cứu kéo mọi người ra, thì lúc đó sư trưởng tự chui ngang cái cửa sổ cửa xe đi ra. Mình mẩy thì dính đầy máu me trên y phục do cái thương tích của người khác đè lên. Lúc đó sư trưởng có xe đi ngược trở về chùa Vĩnh Giác. Sư trưởng mới kể lại cho mọi người nghe. Lúc đó mọi người mới nói cũng may sư chính đại phước. Hồi đó người ta kêu người bằng sư chính, vị sư trưởng thứ chín kêu sư chính. Lúc đó sư trưởng mới cười, sư trưởng nói phước nào chứ còn cái phước mà bị giật mình hú hồn gì thế này, là tôi sợ quá không dám có cái phước kiểu này nữa. Sư trưởng nói đùa gì. Đó là giai thoại vị sư trưởng. Nhưng mà thưa quý vị, nói cho cùng thì nó có phước, nó che chắn được. Bởi vì cái việc mà chúng ta bị xảy ra cái tai nạn đó là do cái ác nghiệp ở quá khứ, nhưng mà lại có cái phước khác, mình người đó họ tu tập, cho nên cái phước đó nó thành upapilika kamma, tức là chướng nghiệp, nghĩa là áp chế cái thiện nghiệp đó, nó áp chế cái ác nghiệp, làm cho ác nghiệp nó không có chỗ sanh được. Giống như là một mũi tên bắn đi mà gặp một ngọn gió thổi mạnh thì cái mũi tên đó nó bị cản lại cái vận tốc
cái tốc độ của nó cản lại, bị cản lại và nó bị lệch hướng đi, nó rớt xuống. Thì cũng như thế nào thì chúng ta có cái phước đó, cái phước đó nó cản bớt lại cái ác nghiệp. Thì cho dù rằng là chúng ta nói là có phước thì sao làm cho sợ hãi, làm cho giật mình, làm cho hốt hoảng. Nhưng mà thưa quý vị, cái chuyện mà chúng ta giật mình hốt hoảng đó, hay là cái chuyện mà rủi ro tai nạn xảy ra đó, là do cái ác nghiệp. Nhưng mà nếu không có phước là mình chết rồi. Do vậy chúng ta phải tin tưởng rằng đó là cái phước. Còn có một trường hợp khác, không phải là do cái phước mà là do cái puna tê chá, do cái phước gọi là puna tê chá, do năng lực của phước, năng lực hạnh đó là như ở năng lực đức là như thế này. Một cái vị chúng sanh kiếp chót để chứng đạo quả a la hán đó, thì vị đó không thể nào mà bị chết giữa chừng ở trong đời sống trước khi vị đó đắc a la hán. Ở trong chú giải nói rằng cái mạng sống của chúng sanh kiếp chót để chứng a la hán, mạng sống của vị đó nó bảo đảm, nó kiên cố, cũng giống như là cái ngọn đèn mà người ta để một cái lồng, hay tôi kinh nói để trong một cái ghè to, thì gió nó không thể thổi tắt được. Người ngày xưa người ta có chế ra cái loại đèn mà gọi đèn bảo đó, thưa quý vị. Tức là cái ngọn đèn thắp sáng bên trong rồi trùm gắn khối đèn ở chung, ở phía trên nó chỉ có mấy cái lỗ hơi để cho có cái không khí oxy vào, đừng có tắt đèn thôi. Nhưng mà gió thổi đến thì nó không bao giờ nó làm cho tắt cái ngọn đèn. Thành ra người ta xách cái đèn đó người ta đi, gọi là đèn bảo. Thì ở đây thưa quý vị, những cái trường hợp như là ngài Si Sanh Khích Chá, mẹ của ngài chết trước khi sanh ngài. Lúc bây giờ những người thiêu xác họ dùng cái đồ sóc để họ sóc cái thi hài lên, thì lúc đó cái mũi đồ sóc nó chọc thúng trút nhầm cái thai nhi, và do đó cái chân mày của ngài bị sẹo, nên gọi là Sanh Khích Chá, là Sanh Khích Chá đột sốc. Nhưng mà không chết, bị lửa thiêu vậy chứ không chết, và sống cho đến khi chứng A-la-hán. Cái trường hợp đó là trường hợp rất là đặc biệt. Còn như ngày bút lá hồi nhỏ đi rồi té xuống nước bị cá nuốt trọng vào bụng, rồi cái người ngư phủ họ chài, họ bắt được cá, họ mới đem bán cho bà phu nhân của quan đại thần ở trong triều, quan thượng thư, và gia nhân mới mổ ra xong rồi gặp cái đứa bé, bà mới nuôi dưỡng. Đến khi mà cha mẹ ruột của người Bất Cố Lá được nhận, thì đức vua cho phép là đứa bé thuộc về con của hai gia đình, vậy mà không chết chứ. Cái đó là do cái đức, quy lực đức. Còn cái trường hợp mà do cái quy lực phước mà không chết đó, là trường hợp như là
ông triệu phú Khô Sa Cá. Ông triệu phú Khô Sa Cá hồi nhỏ đó, khi mà sinh ra thì bị một ông triệu phú ông cho người đem giết đứa bé để cho đứa con trai của ông sau này nó thừa hưởng gia tài. Con trai rồi bắt đem đi bỏ ở dọc đường để cho bò, cái đường mà đàn bò nó đi ngang cho nó dẫm đạp chết. Nhưng mà lúc bây giờ con bò đầu đàn nó đứng cạnh cản ngang chỗ đứa bé, những con bò khác nó đi tới đó nó vẹt hai bên nó đi, thành ra khi nó đi hết qua một thì con bò đầu đàn nó mới đi sau. Thế là đứa bé nó sống. Rồi bị đem ném từ trên bậc thẩm xuống, thì những cái sợi dây leo bị mắc vào những cái sợi dây leo, cho nên cũng không có té chết. Nó nhiều như vậy. Cái trường hợp này không phải là trường hợp Khô Sa Cá kiếp chót A-la-hán. Khô Sa Cá chưa phải là vị A-la-hán, nhưng mà do nhờ cái phước ở trong quá khứ kiếp mà sanh là con chó của một ông trưởng giả, thì ông trưởng giả có niềm tin với Đức Phật Độc Giác. Ông có thỉnh Đức Phật Độc Giác về nhà để trai tăng ở để cúng dường sức bát mỗi ngày. Thì ông trưởng giả sau đó, sau nhiều ngày mới bạch với Đức Phật Độc Giác là vì con bận công việc nhiều, không có tiện đi đến, không có thời gian để đi đến thỉnh ngài chị nha. Hãy tới giờ đi khất thực thì con sẽ cho cái con chó này nó đi đến để thỉnh ngài. Nó rất là khôn, nó biết được. Thì khi mà con chó nó đi đó thưa quý vị, nó nghĩ rằng là nó bảo vệ Đức Phật Độc Giác để không bị những cái thú khác làm hại, cho nên nó chạy ở phía trước, nó sủa bên này sủa bên kia, nó xua đuổi những cái loài thú dữ để Đức Phật Độc Giác ngài đi được an toàn. Và sau đó Đức Phật Độc Giác ngài đi khất thực ở tại nhà Bá Hộ được một thời gian. Đến cái mùa hạ năm sau, thì mùa An Cư Kiết Hạ năm sau, thì ngài xin cứu gia chủ, ngài đi ở nơi khác, An Cư Kiết Hạ nơi khác. Thì khi mà ngài từ giả gia chủ ngài đi, thì con chó đứng nhìn theo nó rất là thương, rất là mến ngài. Rồi nó bị bể tim, nó chết, nó sanh được cõi trời làm thiên tử Khô Sa Cá. Là vì nó dùng cái tiếng sủa đó để mà nó sủa, khi mà nó chạy đến cái tỉnh thất của ngài đó, nó sủa lên ba tiếng để ra hiệu thì ngài biết là ngài đi khất thực, vân vân. Thì do nhờ đó mà nó sao sanh làm thiên tử, có cái giọng nói, có cái âm giọng vang to. Và do cái phước của ngài, do cái phước của Sa Cá làm con chó để bảo vệ Đức Phật Độc Giác cho nên không có chết. Nhưng mà sở dĩ mà bị bỏ rơi 7 lần cho chết là tại vì có cái kiếp đó, trong cái lúc mà nạn đói khởi lên, hai vợ chồng ẵm đứa con đi thay phiên nhau mà ẵm bồng đứa bé. Nhưng mà đi dọc đường đó thì vì nó vướng bận, nó mệt mỏi quá, còn đói nữa, cho nên ông chồng ông mới gạt bà vợ đi trước. Rồi ông lục tục ổng đứa con đi làm sao, rồi ông để nó dọc đường, ông bỏ lại dọc đường. Đến chừng đi một đổi thì người vợ thấy người chồng không ổng đứa con, thì bà mới
chạy lại hỏi con đâu, nói bỏ ở dọc đường rồi. Thì bà vợ bà khóc lóc đi đến thì đứa bé nó bị kiến bu cắn mà chết. Do ác nghiệp đó mà kiếp hiện tại này bị bỏ rơi 7 lần. Nhưng mà nhờ cái phước nâng đỡ, cái phước kiếp sanh là con chó bảo vệ, dùng tí sổ của mình để bảo vệ Đức Phật Phật giác, cho nên trong 7 lần như vậy mà không có chết. Nghiệp quả bất khả tư nghi, vì chúng ta suy nghĩ không có, chúng ta không thể suy nghĩ cho nó tường tận, cho nó cùng tận được, nó rất lạ lắm. Cho nên ở đây đó, người mà bị nạn tai mà 2-3 lần mà không chết đó, hoặc bị té cao đúng ra gặp người ta té vậy người ta chết, hay là bị hại như vậy người ta chết, còn đằng này không chết đó, thì nó có 2 cái lý do. Một là do quy lực đức, nếu như đó là một chúng sanh kiếp chót sẽ đắc a la hán, kiếp là kiếp chót đắc a la hán, thì mạng sống của vị đó sẽ được vững vàng không chết. Còn do quy lực phước, tức là với chúng sanh đó ác nghiệp có thể chi phối làm cho có bị tai nạn vân vân, nhưng mà nhờ do một cái phước nào đó trong quá khứ đã làm mạnh, do đó nâng đỡ che chở làm cho không chết được. Thì đó là cái vấn đề mà chúng ta phải hiểu, là do nhờ cái phước, do nhờ cái đức. Còn những cái trường hợp mà có nhiều điều hy hữu và vi tầng hữu khởi lên đó, là do nhờ cái hạnh nữa. Khi vị đó ở trong quá khứ đã có một cái khuynh hướng, có cái hạnh nguyện là ta sẽ không bao giờ nhận đệ tử, ta sẽ không bao giờ làm phiền đến người khác, nhờ người khác phục vụ săn sóc mình. Do cái hạnh nguyện đó mà đời sau này khi mà sinh ra, Ngài không bao giờ làm phiền ai hết, Ngài không bao giờ làm thầy của ai hết, vân vân. Thì đó là do cái hạnh. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu là có trường hợp muốn đánh tê chán, là cái quy lực của đức. Cha đã nói tê chán là quy lực hạnh, phương cha tê chán là quy lực phước, tham bát tê chán là quy lực của pháp, và panya tê chán là quy lực của trí tuệ. Với năm quy lực đó mà nó sẽ tạo ra, nó sẽ tạo ra những điều hy hữu về tầng hữu trong cuộc sống của chúng ta sẽ được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng tọa Thích Đẳng nêu lên như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, thì tôi từ siêu nghe được không? Không biết quý vị có nghe chúng tôi giờ bật. Hy vọng rằng thì tôi từ siêu càng nói pháp thì tôi càng khỏe thêm. Mà thì tôi từ siêu hỏi câu này rồi, sau đó thì thầy tỉnh gọi đi nghỉ. Là thì tôi có kể sư trưởng bị lật xe, nhưng mà không chết. Người ta nói sư trưởng có phước quá, sư trưởng nói không, có phước vậy tôi không có ham đâu. Ở trong đời sống này có nhiều người lạ lắm. Ví dụ như họ bị đụng xe mà chiếc xe nát hết. Dạ, chiếc xe hay nát hết, tức là mình đến nhìn chiếc xe mà không tưởng tượng được họ sống sót. Nhưng mà khi chiếc xe nát hết thì nó có một cái khoảng trống nào đó,
mà người lại nằm gọn ở trong đó, người ta cưa cái xe ra thì người đó vẫn bình an, chạy trụ đôi chút thôi. Hay là cách đây vài năm ở bên Pensacola, Florida, có câu chuyện là có một đứa bé gái nó đi tắm biển và bị con cá mập cắn đứt cánh tay luôn. Thì cái người cậu đó lại là một cái người lính, mà lính biệt kích đang đi tắm biển, thấy như vậy xuống vật lộn với con cá mập đó và dùng cái sức mạnh của bàn tay đấm vào con cá mập đó. Cuối cùng thì lôi cá mập lên, và chẳng những lôi cá mập lên mà còn mổ bụng lấy cánh tay của đứa cháu ra, rồi lấy cánh tay đó để trong thùng đựng nước đá, đem đứa cháu và cánh tay đó đến bệnh viện. Thì bệnh viện họ lại gắn lại được, họ lại may lại được cánh tay, và đứa cháu đã lớn lên với có cánh tay chứ không phải cục cánh tay. Thì điều đó cũng là một điều kỳ lạ. Điều đó điều kỳ lạ chứ không phải không kỳ lạ. Thì trong những trường hợp như vậy đó, theo phương diện nghề báo thì mình gọi là có phước hay không có phước. Xin kính thỉnh chương tâm đại sư. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, gặp một cái tai nạn xảy ra mà may mắn được thoát chết thì điều đó cũng là một cái phước. Như chúng tôi đã trình bày, nói thêm là nghiệp nó có bốn cái phần sự và tính chất của sự nào, bốn cái chức năng: chataka, kamma, tức là sanh nghiệp. Cái chức nó nghiệp thiện thì nghiệp ác nó có chức năng là nó sanh sản ra cái quả thức tái sanh xấu hay tốt, đưa đến cõi khổ hay cõi vui. Trường hợp phần sự thứ hai đó gọi là upathamaka kamma, tức là trì nghiệp, tức là nghiệp duy trì cái quả đó cho nó duy trì cái sự vui hay sự khổ đó cho nó còn hoài. Như là cái ác nghiệp đó, thì khi mà nó tạo ra cái quả thức tái sanh xuống cõi khổ, rồi cũng cái nghiệp ác đó đó nó bị duy trì để cho phải chịu hưởng quả hoài hoài như vậy, chịu cái sự khổ hoài hoài như vậy. Còn nếu một người làm thiện đó thì sanh được mọi người rồi có cái phước đó nên duy trì cái sự an vui đó còn hoài. Nhưng mà có cái trường hợp mà chúng ta gọi là upapi lika kamma, tức là chướng nghiệp. Một ác nghiệp lẽ ra nó cho quả mạnh như vậy đó, cái công suất của nghiệp nó mạnh như thế, nhưng mà do nhờ cái thiện nghiệp người đó đã tạo ở một thời điểm khác, nó có cái sức mạnh, nó có cái mãnh lực để nó làm cho giảm bớt đi cái công suất của ác nghiệp. Thành ra chỉ thay vì chết thì chỉ bị thương tích thôi, hoặc là thay vì người đó được cái sự an vui nhưng mà do cái ác nghiệp chi phối cho nên phải chết bất đắc kỳ tử chẳng hạn, thì do nơi cái nghiệp nó trở ngại. Và sau cùng gọi là upakhataka kamma, tức là chuyển tấn nghiệp hay là đoạn nghiệp. Nghiệp thiện nó có cái chức năng là nó phá trừ được ác nghiệp, không cho quả.
Như ở trường hợp này thì chúng ta nên dùng cái thiện nghiệp, như Đức Phật này dạy rằng ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp sẽ sáng chỗ đời này như trăng thoát của mây. Cái đó là chúng ta dùng cái thiện nghiệp, tạo thiện nghiệp cho nhiều để mà làm cho ác nghiệp đó nó bị mất đi. Hoặc là một người có phước nhưng mà tại vì họ làm ác nghiệp nặng nề như là giết cha giết mẹ giết a la hán trong phần chảy máu chẳng hạn, chia rẽ tăng chẳng hạn, thì cái ác nghiệp đó nó làm cho người đó mất đi cái công đức cũ, nghĩa là người đó phải bị khổ sở, phải bị chết, vân vân. Thì ở đây trong trường hợp này, vì có câu chuyện của đứa bé gái bị cá mập ăn, hay là cái trường hợp một người mà chết, một người ở trong cái hoàn cảnh cái sự chết trước mắt trong gang tấc, nhưng mà người đó vẫn sống được là do nhờ có cái phước để nâng đỡ, do nhờ phước để nâng đỡ. Nhưng mà cái này đó là chúng ta chưa có khẳng định 100% được, là bởi vì có những cái trường hợp khác. Thí dụ như là khi một người họ có thân nhân, có quyến thuộc sẽ làm chư thiên, hoặc là người này có lúc nào đó họ hay nghĩ tưởng đến chư thiên, hoặc là hưởng phước cho chư thiên, rồi các vị chư thiên quyến thuộc đó họ cảm động, cho nên họ theo hộ trì. Gặp những cái trường hợp đó, họ tìm cách họ che chở. Thì trong trường hợp này chúng ta cũng có một cái lý do thứ hai mà người đó không chết, là do được chư thiên hộ trì. Thì nói là nói như vậy, nhưng mà chúng ta đừng quá ý lại chư thiên, bởi vì chúng ta đâu có biết chư thiên nào mà có thể thương cảm chúng ta mà theo phụ trì đâu. Thế là chúng ta phải lo, chúng ta tạo phước để mà làm cái bức bình phong che chắn bảo vệ cho chúng ta thôi. Nhưng mà hễ mỗi khi làm phước, chúng ta nhớ mà hướng cho chư thiên, tưởng nhớ đến chư thiên, chia phước đến chư thiên, để chư thiên và xoa họ tùy hỷ phước, họ quan hỷ, họ sẽ hộ trì chúng ta gặp những quá lành, gặp cái chuyện to nó quá là nhỏ, chuyện nhỏ quá không tốt tức, thì chúng ta cứ làm phước như vậy. Thì ở đây chúng tôi trả lời thêm về cái câu thảo luận số 3 mà thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô Thầy. Sao chúng cứ chừng chư tọa tự siêu. Bây giờ thỉnh chư tọa tự siêu đi nghỉ, và tiếp sau thì xin thỉnh đại diện Pháp Tính. Không biết đại diện Pháp Tính có nghe được không, và nếu đại diện Pháp Tính đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh đại diện Pháp Tính trả lời cho cô thảo luận số 4. Và đại diện Pháp Tính nói về những điều hiếm có trong cuộc đời đó, thì có những người mà họ rất là, họ có những chuyện rất là hiếm có. Dạ, rất là hiếm có. Ví dụ như ở đây là đặc biệt là đề cập đến Ngài Kholun, Ngài ở Sanslek ở bên Miến Điện đó. Khi mà Ngài sanh ra đời còn nhỏ, Ngài không ăn cơm, không bao giờ ăn cơm, không đồ ăn, đồ ăn mà mình nấu được hết. Ngài chỉ ăn thuần là trái cây thôi. Dạ, trái cây lớn lên Ngài đi tu, phải ăn, chỉ ăn trái cây thôi. Và cũng có nhiều người có những cái điểm cũng hiếm có lắm, và người ta thường hâm mộ những người mà có điều hiếm có. Nhưng mà theo cái nhìn của Phật Pháp á, thì Đại Phật Pháp Tính nghĩ rằng khi một người họ có những cái điểm mà ít có ở người khác, thì có đáng được hâm mộ, có đáng được tôn kính không? Xin thỉnh ý kiến của Đại Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Lãng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Minh Hạnh. Cùng chư tôn đức tăng kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thính nữ. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Qua câu thảo luận thượng tọa vừa nêu lên thì con cũng thấy ở trong cái thế gian này nó có những cái điều rất là hiếm có. Nói về ngài Công Nôn thì ngày xưa cái vị trưởng lão đó không có không cũng như là không có quen dùng cơm mà dùng trái cây. Thì có nghĩ rằng do một cái thiện nghiệp nào đó hoặc là do một cái phước gì đó thành ra cái người đó có được như vậy. Nhưng mà tại sao mà chúng ta nhìn nhận là cái phước của ngài? Vì sau này ngài đi xuất gia hồi nhỏ như vậy, rồi sau này đi xuất gia, mà khi mà xuất gia thì trở thành một cái bậc tài trí giới đức lỗi lạc. Thành ra mình căn cứ vào đó thì mình thấy rằng là ngài ảnh hưởng về cái phước ở trong quá khứ. Còn cũng có những cái trường hợp ở trong thế gian mà chúng ta thấy nó không phải là cái phước, mà nó do nó ảnh hưởng một cái nghiệp gì đó ở trong quá khứ. Thí dụ như quý vị thấy rằng có những cái đứa bé khi mà sanh ra lớn lên những cái thức ăn thường như mọi người người ta ăn, thì cái đứa bé đó nó ăn không có được, nó ăn không được. Nhưng mà dần dần về sau nó cũng không phải là trở thành một cái vị mà tài ba lỗi lạc gì hết. Thành ra chính vì cái điều đó chúng ta coi cái thời gian trước, thời gian khi mà sơ sanh, rồi khi mà đến lớn lên thì coi như là cái sự thành công có hay không, thì chúng ta mới đánh giá được là cái đó là cái phước hay là cái nghiệp. Bởi vì chúng tôi thấy có những cái người những cái thức ăn bình thường mọi người ăn được, mà cái chúng sanh đó, cái người đó thì người ta lại không ăn được. Trong những cái trường hợp này chúng ta không có coi về cái hành động, mà chúng ta phải coi về cái kết quả. Thí dụ như những người đó mà sau này người ta là cái người có chánh kiến, tuy rằng người ta ăn uống mà nó khiêm khổ như vậy đó, nhưng mà người ta để cái tài sản đó lại để người ta làm phước hoặc là người ta giúp đời vân vân, thì mình còn có thể rằng là mình nghĩ rằng là những người đó là một cái bậc kỳ tài. Cũng như quý vị biết rằng hồi trước giờ chúng tôi cũng kể cho quý vị nghe một cái trường hợp mà có lần chúng tôi đi hành hương đó, có một cái người đó đi ở chung ở trong cái đoàn. Mọi người ta ăn uống rất bình thường, nhưng mà đối với cái người đó thì người ta không có ăn, nhưng mà người ta tu theo cái hạnh là uống nước lọc, mà có nghĩa là cái nước trắng thôi, thì cứ vô lấy nước sôi rồi thổi nguội rồi uống. Nhưng mà thật sự ra đó, người ta bị cũng như là người ta kiêu hãnh về cái pháp tu đó. Ngoài cái pháp tu đó thì người ta không có bố thí, hoặc là không có cái sự mà xã giao hoặc là tâm từ với ai hết. Người ta nghĩ rằng là lúc nào người ta cũng là con của một cái vị thần, một cái vị thánh, hoặc là con của một cái bề trên, một cái đấng tối cao gì đó. Thành ra chính cái chỗ này nè, chính cái chỗ này chúng ta mới nhìn nhận ra là cái người này là người ta bị vướng vào một cái nghiệp nó cũng như là một cái sự mà nghĩ sai lầm. Chúng tôi không muốn nói là tài trí, thành ra chúng tôi muốn nói là cái người đó người ta suy nghĩ về sai lầm đó. Thành ra qua cái câu chuyện đó thì chúng ta thấy rằng là coi như là có ở trong chúng sanh, ở trong đời
có những người người ta có cái sự khác biệt với nhau, có người thì nhịn ăn, có người ăn nhiều ăn ít, hoặc là có người cái tánh tình như thế này như thế kia. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét lại một cái người đó, người ta đi đúng đường hay không, là mình nhìn coi người đó, tuy rằng người đó nhịn ăn hay là ăn nhiều nhưng mình không biết, nhưng mà có tâm từ với mọi người, hoặc là có cái sự mà chia cơm xẻ áo, san sẻ cái điều này điều kia, những gì mình có với tha nhân, với mọi người, thì như vậy đó, thì cộng lại với cái hạnh đó và cái sự riêng biệt đó và cái hạnh đó đó, mình cộng lại cái đó thì mình mới biết rằng là cái người này là người ta là được hay là không được, có nghĩa là đi theo cái chánh pháp hay là đi theo cái tà pháp, chứ không phải là chúng ta thấy rằng là cái người đó người ta uống nước lành hoặc là người ta ăn bông không thì mình nghĩ rằng cái người đó là cao thượng, thì cái điều đó nó không phải, nó không phải như vậy đó. Nếu mà người ta dùng cái hạnh, người ta có cái hạnh tri túc mà người ta biết chia sẻ với mọi người, có tâm từ với mọi người, có cái sự hòa ái thượng thảo từ trên với những người lớn hơn mình hoặc là những người nhỏ hơn mình, trên kính dưới thì mình thương vân vân, thì như vậy mới gọi là cái hạnh tu, chứ không phải là chúng ta nhìn về cái một khía cạnh nào đó chúng ta nói cái người đó là cái người tu vân vân, thì cái điều đó nó sẽ không có đúng. Đây là những cái ý con xin được đóng góp vào cái câu thảo luận mà thượng tọa vừa nêu. Nếu mà có sơ sót những cái điều nào đó thì con thỉnh thượng tọa quan hỷ bổ túc dùm, vì hồi nãy do cái đường truyền nó trục trặc, khi cái câu hỏi của thượng tọa nêu ra đó thì ở cái đoạn giữa chúng con nghe không có rõ, chúng con cũng nhớ là tổng quát cái câu hỏi này như vậy, thành ra con xin được chia sẻ là như vậy. Nếu mà sơ sức thì xin thượng tọa bổ túc dùm. Nam mô Bụt Thầy ạ. Sa thu cái trường đại chúng Pháp Tính. Sư Nguyên Thông có ở trước máy và có nghe rõ không? Nếu Sư Nguyên Thông nghe rõ, xin thỉnh thưa Sư Nguyên Thông. Dạ. Sư Nguyên Thông, những người Phật tử thì có rất là nhiều cái cách nhìn về Phật Pháp khác nhau. Có người đến chùa để nghe Pháp, có người đến chùa để tu thiền, có người đến chùa để tìm những người bạn đạo làm quen. Nhưng mà ngày nay cũng có một số người họ thích đi tìm cái gì gọi là huyền bí. Dạ, cái gì huyền bí? Ví dụ như về thần của huyền, hay là những vị sư có cách trị tà ma, hay là có thể tiếp xúc với những cái thế giới vô hình vân vân. Thì lâu lâu họ gặp một vài vị, họ nghĩ rằng có những cái điều mà huyền bí, tức là có lẽ là vị đó có tu có cái gì đó đặc biệt mới được như vậy. Thì theo Sư Nguyên Thông, chúng ta có nên khuyến khích điều đó không? Khuyến khích là trong đời sống tu tập đi tìm cái gì luôn hiếm có, và mình nghĩ rằng điều đó nó có cái giá trị về đời sống tâm linh, có được không? Khinh cái định ý kiến của đại đức Nguyên Thông, của Sư Nguyên Thông. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con là Nguyên Thông, con xin có góp ý cho câu thảo luận số 5, hỏi rằng có những người trong nếp tín ngưỡng thường đi tìm cái gì lạ lùng hiếm thấy, quan niệm đó có nên khuyến khích hay không? Kính thưa sư phụ, là cái quan niệm đó thì theo Phật pháp thì nó không có là chánh pháp, nhưng mà có những người đó nó như vậy đó, thì mình muốn hướng dẫn họ thì mình có thể mình nói thì cái tìm cái gì mới lạ thì cũng là hay, nhưng mà cái tốt nhất là mình phải học Phật pháp, là bởi vì Phật pháp cho chúng ta một cuộc sống an lành và một cuộc sống có giới hạnh đạo đức và đem lại những cái quả báo tốt đẹp cho chúng ta. Thì đối với con người đó, nếu mà cái sở thích của họ mà mình bác bỏ thì con nghĩ là không nên, mình không nên nói như vậy, là bởi vì mình nói như vậy thì họ có phản ứng ngược lại liền. Thiên hạ trên trần gian này không ai muốn mình bị phê bình hay chỉ trích hay nói cái xấu cái dốt của mình, mà mình phải tùy ra mình nói cho họ là
tìm cái gì lạ thì cũng hay, nhưng mà cái hay nhất là phải học Phật Pháp, là bởi vì Phật Pháp là một cơn chân lý tuyệt đối, một cái sự thật tuyệt đối trên trần gian này. Mình học Phật Pháp thì cái trí tuệ mình mở mang, do cái trí tuệ mình mở mang thì mình có thể điều khiển thành khẩu hành ý hành của mình đi đúng theo cái chánh pháp, và nhờ vậy mình sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì kính thưa sư phụ, Phật Pháp là một cái điều mà rất là không phải dễ nghe, dễ nói, dễ hiểu, dễ chứng nghị, dễ đắc. Khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài đã chứng đắc rồi, thì trong 7 tuần lễ mà Ngài đã chiêm nghiệm lại những cái điều mà Ngài đã chứng đắc, thì hàng ngày mới thấy rằng Phật Pháp thật là khó nói, khó nghe, khó hiểu, khó chứng, khó đức, khó đắc. Và vì vậy cho nên Ngài đã suy nghĩ, nếu mà Ngài đem giáo Pháp của Ngài mà giảng ra đó, mà người ta không hiểu thì khổ sở cho Ngài biết mấy. Cho nên Ngài đã có ý định là Niết Bàn ngay ở tại chỗ đó. May mắn cho chúng ta là Ngài Sambhati đã có cái Tha Tâm Thông, biết được cái ý của Ngài, mới bay xuống nói là thưa Thế Tôn, trên trần gian này có những người mà trong đôi mắt của họ có ít bụi, thì thưa Thế Tôn, nếu Thế Tôn giảng Pháp thì những người đó có thể nghe và hiểu được. Thì Đức Phật lúc đó mới dùng Phật nhãn của mình mà xem thế gian này có những người đó hay không. Thì sau đó là Ngài thấy là Ngài im lặng, Ngài nhận lời. Vì vậy cho nên cái thưa sư phụ, Phật giáo là một cái điều mà cái kinh nghiệm của con trong gia đình thì cũng thấy là rất là khó nói, khó nghe cho những người mà chưa có cái duyên đủ. Vì vậy cho nên đối với con thì con nói, con sẽ trả lời là tìm cái gì lạ lùng thì cũng hay đấy, nhưng mà cái hay nhất mà là cái điều mà nên phải làm là phải học giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bởi vì cái giáo pháp đó là cái chân lý tuyệt đối trên trần gian này. Hiểu được cái giáo pháp đó để đời sống của chúng ta sẽ hạnh phúc, dịch tuệ của chúng ta sẽ mở mang và lợi lạc cho chúng ta cho kiếp này và muôn kiếp về sau. Kính thưa sư phụ, con sẽ nói như vậy. Và kính thưa sư phụ, là có thể là những lời nói của con không được đúng đắn lắm, là bởi vì con là một cái chúng sanh vô minh. Con xin trao mai là cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con cần phải học, và nhờ vậy những vị chân tử trong đạo tràng sẽ được lãnh hội thêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Sa thú, xin trừng sư Nguyên Thông, bạch chư Thục Đức và thưa Phật tử, có một điều rất là tự nhiên là trong cuộc đời của chúng ta, khi mà nghe những cái chuyện lạ đó, thì chúng ta thường hay khởi tâm tò mò, và nếu điều đó có càng dấu hiệu càng nhiều tin tưởng thì chúng ta hay hâm mộ, tín phục, và từ đó chúng ta trao gửi niềm tin. Nhưng mà ở trong cái gì mà gọi là bí ẩn đó, thì thường thường nó có một cái sự nguy hiểm là rất rất dễ bị người ta lợi dụng. Về trường hợp này, chúng tôi phải thưa rằng một cái phong trào Phật giáo mà đang ảnh hưởng người Việt Nam rất là nhiều, đó là Phật giáo Tây Tạng. Và Phật giáo Tây Tạng, chúng tôi không biết là ở Việt Nam ngày nay ra sao, nhưng mà bên Mỹ đó, thì bây giờ có một số các Phật tử Việt Nam đó, nhất là cái tầng lớp mà có tiền, họ hay theo Phật giáo Tây Tạng lắm. Bởi vì những nhà sư Tây Tạng đó có khi được giới thiệu là một cái là trường hợp đặc biệt, là hóa thân của vị lạc ma nào đó, và đôi khi có những câu chuyện về tái sanh. Dạ, về tái sanh, và thường thường những người tu Tây Tạng họ cảm nhận họ có gì rất là đặc biệt. Chúng tôi nói điều này ra là tại vì ngày nay khi mà chúng tôi đi tụng kinh cho quý Phật tử đó, thì có thể nói rằng 10 gia đình thì có 3-4 gia đình là họ ảnh hưởng Phật giáo Tây Tạng. Bây giờ là người thân mất, họ không có gọi nhà hoàng đến để đi lấy cái di thể đi liền, mà thay vào đó họ để yên 8 tiếng đồng hồ, 9 tiếng đồng hồ để yên một chỗ để họ niệm theo cái truyền thống của Tây Tạng. Họ tin như vậy. Cái ảnh hưởng Phật giáo Tây Tạng ngày nay trong cộng đồng Việt Nam cũng tương đối lớn đó. Nhưng mà chúng tôi phải nói rằng ở trong cái thế giới mà nó huyền bí, thì
chúng tôi không biết cái xác thực nó bao nhiêu, nhưng mà chúng tôi tin rằng những người tỏ ra quyền bí và những người dùng cái quyền bí để lợi dụng cái niềm tin của người khác thì rất là nhiều, nhiều lắm. Ở trong đạo Phật thì Đức Phật ngài có ở trong Tăng Chi ngài có, nó có ba cái điều mà nó bí ẩn trong thế gian này. Một là thuộc về bùa chú, hai là phụ nữ, ba là tà giáo, tức là những điều mà người ta nó ướp úp mở mở. Chánh pháp thì công truyền chứ không phải là bí truyền. Chánh pháp thì như một bàn tay rộng mở. Đa số chúng ta thì lại không có tin vào cái gì đó mà nó rõ ràng, mà chúng ta thích tin vào cái gì mà nó u minh minh, tin vào cái gì huyền bí. Và về điểm rất là nhiều, giống như người ta đi coi bói vậy đó. 100 người coi bói mà 90 người nói sai thì họ không có ca ngợi ông thầy bói, nhưng mà có 5 người mà vì lý do này lý do khác thì họ truyền tay nhau rất là nhiều, ở thầy ông coi hay, nhưng mà lúc thầy coi dở thì họ lại không nói thế. Họ biết vì có giờ nghe có người nào đi đó nói ông thầy bói ông coi sai, ít khi có lắm, nhưng mà nó thầy bói coi trúng thì rất là nhiều. Nên chúng ta cũng phải cẩn thận, phải cân nhắc. Dạ, cái điểm này là chúng ta phải đặc biệt rất cân nhắc. Dĩ nhiên là trên phương diện mà đời sống nội tâm thì mỗi người có căn cơ khác nhau. Cá nhân chúng tôi thì chúng tôi không có phủ nhận những cái hiện tượng như là hóa sanh hay là chư thiên hay là ma quỷ. Cả đời chúng tôi chưa giờ thấy ma, nhưng chúng tôi vẫn tin là có ma quỷ. Và chúng tôi thì có tin vào chư thiên, nhưng mà chúng tôi không phải là cái người mà ngày nào cũng thắp nhang cũng cầu nguyện chư thiên, ngày nào cũng có hồi hướng thôi, chứ không có tin một chuyện. Nhưng mà như vậy là bản thân của chúng tôi thì chọn những điều gì học Phật Pháp có lợi cho sự hiểu biết, có lợi cho cuộc sống hàng ngày, hơn là tin một cái gọi là cái phép lạ. Chúng ta thấy rằng có rất là nhiều đạo giáo họ tin vào vị thầy đơn thuần như phép lạ thôi. Ví dụ như một người có thể đổ ra hàng tấn bột mì từ ở trong một cái khạp nhỏ, dùng tay vào trong đó là tự nhiên ra lúa mì. Hay là như trong Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa có thể biến ra rượu và cá và bánh mì cho người đói được ăn chẳng hạn. Nó có nhiều câu chuyện, và có nhiều câu chuyện như vậy liên quan đến cuộc sống. Cái phương châm của chúng ta luôn luôn là làm theo Đức Phật, là không vội tin và không vội bỏ. Nếu chúng ta tin vào một điều mà chúng ta không biết rõ, đó là cả tin, thì cái đó nó cũng là một thứ niềm tin. Mà chúng ta phủ nhận một điều mình không biết rõ thì cái đó cũng là một niềm tin. Tin vào cái khó tin, và tin vào cái không tin được. Tất cả đều là niềm tin mù quáng hết, dù là phủ nhận hay chấp nhận. Cái gì mà chúng ta không biết rõ thì cứ để đó tồn nghi. Cái đó mình không biết rõ, mình nhận nó như vậy. Như vậy là tốt hơn. Ở trong cuộc sống mình như vậy là tốt. Ở đây chúng ta chỉ nói một điều rằng nếu gọi là hiếm có thì hiếm thấy trên thế gian này. Lâu lâu mới có chuyện bệnh. Đã là hiếm có thì nó không nhất thiết là chúng ta phải tin về điều đó. Ngài Bajuto ở trong quyển sách mà nói Phật giáo nền tảng khoa học đó, ngài có đề cập đến một việc rằng khoa học cần một câu trả lời dứt khoát cho mọi vấn đề, để phải tìm hiểu cho bằng được. Phật Pháp thì không chủ trương như vậy. Phật Pháp là nói có chư thiên, nhưng mà một người tu Phật không nhất thiết là phải tin là có chư thiên. Tin hay không nó là optional, nó là một cái chuyện mà tùy mỗi người, chứ không phải là cái chuyện nó quá quan trọng. Một người vẫn tu được chứ không có nhất thiết là phải tin mà có chư thiên. Thái độ của chúng ta là không có vội tin cũng không vội bỏ, mà cái gì mình không biết, mình không chắc thì cái đó mình cứ trả lời rằng mình không biết. Cũng giống như bây giờ chúng tôi đã 3 tháng rồi không có lên máy bay, mà có người nào đó hỏi chúng tôi vì chứ bây giờ đi máy bay có thoải mái không, thì chúng tôi phải trả lời quý vị rằng chúng tôi không thực sự biết rõ, tại vì đã 3 tháng rồi chúng tôi không đi máy bay. Nhưng mà nếu ở trong tháng vừa qua chúng tôi đã đi 3-4 chuyến máy bay thì chúng tôi có thể cho ý kiến ở một cái chừng mực nào đó. Thì rất là vài điều muốn chia sẻ với Chư Tôn Đức và quý Phật tử. Nhưng câu chuyện về ngày Bacula của bài kinh học ngày hôm nay,
Xin được kính thiên chư tôn đức đã vào rung để giảng dạy đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Thầy ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, sa thú lành thầy. Con Tường Mẫn xin thay mặt đại chúng trong room chúng con kính tri ân quý chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tĩnh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc quý chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhắc tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Và Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin hồi hướng phước lành là khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền thiện quá ban tròn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa pháp luân thường kiên nhà nhà an thương, chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu ta ve na so ti hon tu ni ron ta lang ho tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu ta ve na so ti hon tu ni ron ta lang ho Sa-pa-su-mang-ga-lang-ga-khan-du-sa-pa-di-va-ta-sa-pa-sang-ga-lum-pa-ve-na-so-ti-on-du-ye-on-sa-ra-ng-vien-ga-um-du-k-da-lam-kye-kye-lam-yay-va-ng-ne-tu-va-yum-sang-ga-dong-mien-han-chan-yat.